các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của Tiên. Và đã lâu lắm rồi. Và Tiên thấy là video nào Tiên cũng nói cái câu là và đã lâu lắm rồi Tiên không làm video. Nhưng mà thật sự là thời gian vừa qua thật sự là rất là lâu rồi. Chắc là cũng phải 6 tháng, 5 tháng gì đó Tiên chưa up một cái video nào đó trên channel của Tiên. Thì thật sự để Tiên giải thích thì là thật sự là khoảng thời gian vừa rồi là một khoảng thời gian Tiên thật sự rất là bận vì có những cái dự án sắp tới và Tiên phải đi làm, cho nên là Tiên không có thời gian ngồi xuống quay cho các bạn một video nào hết. Cũng là có rất là nhiều lần muốn ngồi xuống ấn máy quay, nhưng mà lại nghĩ đến cái việc mà phải quay rồi phải edit, thật sự là rất là mệt. Nhưng mà khi mà qua tới bên Mỹ rồi thì thời gian đó nó flexible hơn. Tiên có thời gian để làm những cái thứ mà Tiên lâu rồi chứ muốn làm hơn. Thì hôm nay quyết định là ngồi xuống quay cho các bạn một video. Và video lần này sẽ là một video sử dụng makeup tutorial, sử dụng những sản phẩm high-end mà Tiên đang sở hữu, cũng như là một video ngắn Q&A lựa chọn các câu hỏi mà các bạn đã hỏi Tiên ở trên Instagram. Nếu các bạn thích video này thì hãy like và subscribe channel của Tiên. Tiên mong Tiên tự hứa với bản thân là sau này sẽ làm nhiều video hơn nữa để cho các bạn không có phải chờ đợi hơn quá nhiều. Và hãy đón xem video này nhé. Ok, bước đầu tiên để bắt đầu cái makeup lúc này thì Tiên sẽ sử dụng kem dưỡng. Và kem dưỡng hôm nay Tiên sử dụng là của Tatcha, The Water Cream. Và những sản phẩm mà ngày hôm nay Tiên sử dụng thì Tiên sẽ link tất cả ở dưới để cho các bạn có thể nắm rõ hơn là những cái sản phẩm nào và có thể mua ở đâu nha. Ok, sử dụng một lượng nhỏ như hạt đậu như thế này thôi, nó chống lên 5 điểm trên mặt. Dạo này thì da Tiên đỏ hơn khá là nhiều, tại vì vừa rồi Tiên vừa mới bị dấn, cho nên là những cái vùng da trên mặt Tiên khá là đỏ. Nhưng mà dạo này dưỡng da lại và không xài sản phẩm đó nữa thì da Tiên đã đỡ hơn rất là nhiều rồi. Nhưng mà rất là vui. Ok, sau bước dưỡng da rồi thì sẽ đến bước kem lót và chống nắng. Thì đây là một sản phẩm high-end mà Tiên cực kỳ rất là thích xài, đó chính là Le Blanc của Chanel. Thì đây là một sản phẩm với công dụng vừa làm kem lót mà cũng như là vừa làm kem chống nắng luôn, hai trong một rất là tiện. Và sản phẩm này thì chắc các bạn cũng đã nghe Tiên nhắc đến khá là nhiều trong hình như video trước đây Tiên cũng đã nhắc đến rồi. Tiên rất là thích sản phẩm này vì nó làm cho da mặt của bạn nhìn rất là trắng hồng và không có bị như là bị bợt trắng giống như là những cái loại kem chống nắng khác. Ok, đó, thấy không, mặt nhìn trắng hồng hẳn. Ok, sau bước kem chống nắng thì sẽ đến foundation. Và foundation lần này Tiên sử dụng không ai khác đó chính là Giorgio Armani Luminous Silk Foundation. Thì đây là một cái sản phẩm mà thật sự là Tiên cực kỳ yêu thích, tại vì thứ nhất là cái độ che phủ nó rất là tốt, nhưng mà nó rất là mỏng nhẹ và không bị cakey. Đó là một điều Tiên luôn luôn tìm kiếm trong một cái foundation nào đó mà Tiên mua. Thường thì Tiên không có thích da mặt nó bị nặng, tại vì da Tiên rất là nhạy cảm và khi cảm thấy như là da mặt bị nặng sẽ cảm thấy như là ngứa ngáy xong bắt đầu gãi, cho nên Tiên không có thích. Nhưng mà foundation này thì thật sự rất nhẹ và độ che phủ rất là tốt, vì da Tiên thì không có nhiều khuyết điểm, chỉ có những cái vùng đỏ hai má và mũi thôi, cho nên là chỉ cần một cái foundation đó che phủ mỏng nhẹ là ok rồi. Trước đây Tiên có up một cái post hỏi các bạn là các bạn muốn hỏi gì Tiên trong video sắp tới, thì trong video này Tiên sẽ trả lời luôn những cái câu hỏi của các bạn. Sau khi đánh foundation xong thì Tiên sẽ đánh son dưỡng. Và son dưỡng mà Tiên đánh là của Dior. Sau đó, sau khi son dưỡng xong thì Tiên sẽ đánh concealer, và concealer hôm nay sẽ sử dụng của Tarte. Cái loại này là loại mới, creaseless concealer. Packaging rất là đẹp. Rồi bây giờ Tiên sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên nha. Skincare và tip giữ dáng của chị. Ok, skincare thì Tiên đã up trên channel của Tiên một lần rồi,
Thì cái đó là khoảng tầm 1 năm trước. Và trong 1 năm đây thì Tiên có thay đổi khá là nhiều sản phẩm, từ kem mắt cho đến cream Tiên xài cũng khác luôn. Chỉ có giữ lại một vài thứ thôi. Thì cream thì Tiên đổi qua cái này nè, Tatcha, hồi nãy Tiên mới sử dụng. Tại vì nó cực kỳ hợp với da Tiên luôn. Tiên thật sự thấy là chưa có một cái kem, like cream nào mà nó hợp với da Tiên như vậy. Tại vì thường thường á, Tiên mà đổi một cái loại kem mới thì trời ơi, da mặt bị dính. Hôm bữa là mới bị dính, là mới bị dính loại kem mới luôn. Cho nên là không dám sử dụng một bất cứ một cái kem nào mới. Nhưng mà từ khi đổ Tatcha thì thật sự là da Tiên giảm hẳn mụn nè, rồi nó đỡ bị đổ dầu hơn. Rồi sau đó thì Tiên đổ qua kem mắt của Believe thì xài cũng rất là ok luôn. Một skin care thì một tuần Tiên đắp mặt nạ có 3 lần và tẩy tế bào chết 2 lần. Đó, thì đó là những cái tip làm sao để cho da Tiên nó không có bị sần sùi. Tại vì xưa da Tiên rất sần. Vì sao? Vì không bao giờ chịu tẩy tế bào chết. Nhưng mà bây giờ xiên hơn, một tuần tẩy 2 lần, lắp mặt nạ 3 lần, cho nên da rất là mướt, rất là căng. Ok, sau bước concealer thì Tiên sẽ sử dụng phấn phủ của Laura Mercier. Tiếp đến sau powder thì Tiên sẽ sử dụng palette highlight contour của Charlotte Tilbury. I love this product so much. Và trong quá trình đánh highlight và contour thì Tiên sẽ trả lời thêm một câu hỏi nữa của một bạn. Thì bạn hỏi là làm sao chọn được chiếc túi ưng ý mà không mau chán ạ? Cảm ơn câu hỏi của em. Thì đây cũng là một câu hỏi mà chắc cũng nhiều bạn đang băn khoăn, không biết là vì có thể nhiều bạn thì mua một chiếc túi giá nó cũng khá là mắc, thì cũng không biết là nên mua cái nào mà để mình không mau chán. Thì đối với Tiên, nếu mà Tiên mua một chiếc túi mà Tiên sợ mau chán thì Tiên luôn luôn mua dòng classic. Đó là điều luôn luôn, đó là điều chắc ai cũng có thể biết được. Tại vì dòng classic là một cái dòng mà sẽ không bao giờ lỗi mốt. Và hôm nay má hồng Tiên sử dụng đó chính là của Classier. Và đây là Cloud Paint, thì đây là một loại má hồng dạng kem. Thì Tiên rất là thích sử dụng má hồng dạng kem vào mùa thu đông, vì nó không có làm da Tiên bị khô và nhìn rất là tự nhiên. Và đây cũng là cái màu Tiên thích nhất trong bộ sưu tập 6 màu lần này của Classier, là màu Storm. No! This is too much. Nhà phải tán là nhanh. Tán như thế này. Oh no, I put too much. Oh shoot. Oh no, I put too much. Sau khi má hồng thì Tiên sẽ đánh eyebrows. Thì các bạn đã thấy cái bước này quá nhiều rồi nên là Tiên sẽ fast forward nhé. Sau khi mà kẻ chân mày xong thì Tiên cũng xài cái dòng cùng với lại cái chân mày luôn, là dòng Good Proof Give Me Brow màu số 3. Ooh, kilos. Tiếp đến thì Tiên sẽ sử dụng eye primer của Urban Decay eyeshadow primer potion 6. Okay. Sau khi bỏ eye primer thì Tiên sẽ sử dụng bảng màu mắt Back Talk của Urban Decay. Thì cái bảng này rất là cool. Tiên sẽ cho các bạn xem. Một bên á thì nó là eyeshadow, rồi một bên nó là blush and contour. No, blush and highlight. Yes. Rồi khi mà các bạn muốn nó có một cái gương như thế này, nó có thể gỡ ra được. Is that so cool? Thì hôm nay Tiên sẽ sử dụng màu này. Đây, Attitude
Đấy. Toàn màu mắt không nha. Nhưng mà đã so sánh thì thật sự Tiên lại thích bản Anastasia hơn, vì màu nó pigmented hơn. Màu của Urban Decay thì Tiên hơi bị thất vọng. Tất cả các bản Urban Decay luôn, Naked 2, Naked Hit hay là bản này cũng vậy, cái màu nó không có được pigmented bằng Anastasia với lại Lorac. Đó là hai hãng mà Tiên thấy là thật sự những cái màu nó rất là pigmented. Bên trong Tiên sẽ đánh cái màu 3 sheets này để cho làm sáng hơn cái vùng mắt. Đó, khi mà đánh lên không thấy gì luôn á. Thiệt sự. Thì ở ngoài cùng để đánh vô hốc mắt thì Tiên sẽ đánh màu WTF ha. Thật sự đánh hốc mắt hồi xưa rất là khó. Tiên đánh á, hồi xưa mà Tiên đánh hốc mắt á, như vậy là nhìn mắt Tiên giống như là bị ai đánh á, bự lắm. Nhưng bây giờ đánh quen rồi thì khác rồi, đánh nhiều quá các bạn thì nó sẽ quen thôi. Thật sự đánh hốc mắt cực kỳ khó luôn nha. Với cái màu WTF thì Tiên sẽ đánh ở phía dưới như thế này. Đây, vòng vào dưới mắt, đánh lên như thế này. Connect up so that it gives you dimension. Ok, tiếp như này luôn. Rồi, với cái màu hồng hồi nãy là màu Attitude thì Tiên sẽ đánh phía dưới mắt như thế này. Đó, ngay ở phía giữa nha. Tiếp đến thì Tiên sẽ sử dụng bản Starlit. Oh my god, my favorite. This is the best eyeshadow I've ever purchased in my life. Thì sử dụng cái màu Reflection. Tiên sẽ đánh ở đây. Đó, các bạn thấy không, nhũ của nó đẹp kinh khủng luôn á. You see that? Sau khi đánh màu mắt xong thì Tiên sẽ đánh eyeliner. Và eyeliner hôm nay Tiên sử dụng là của Dolly Wing. Tiên biết là đây không phải là một sản phẩm high end lắm, Nhưng mà thật sự đây là ở giá trung bình mà Tiên cực kỳ thích. Những màu rất là lâu và lâu trôi nè. Và đường nét vẽ cũng rất là sắc nữa. The moment of truth. Thường Tiên không vẽ lên đầu quá dày vì nó sẽ không hợp với cái mắt của Tiên. Mắt của Tiên thì nó lại hợp với những cái đường kẻ mỏng hơn. Tiếp đến Tiên sẽ đợi eyeliner khô thì sẽ trả lời thêm một câu hỏi nữa. Tip giữ dáng của chị. Tip giữ dáng của chị thì là chị đi gym một tuần ít nhất là 2 lần. Sau đó thì xem này thì chị lại có 2 lớp. Một lớp yoga, một lớp nhảy ở trong trường. Thì yoga thì một tuần chị học 2 lần và lớp nhảy cũng học 2 lần luôn. Cho nên là một tuần chị vận động ít nhất là cũng phải 3-4 lần. Chị là, thật sự chị là một con người ăn mà nó không có mập. Cho nên là ăn bao nhiêu thì nó cũng tại người nó cũng như vậy à. Nhiều người cũng nói trời mày sướng quá, mày ăn bao nhiêu mà người mình nó cũng ốm. Thì thật sự là Tiên cũng muốn mập lắm nhưng mà ăn nhiều, ăn cỡ nào thì nó cũng vậy mà nó còn xuống ký nữa chứ. Bởi vậy Tiên thì bây giờ Tiên không phải là người giữ ký mà là người muốn tăng ký. Đó. Như vậy. Một em hỏi nữa. Làm sao để sống sót khi lên đại học vậy chị? Trời ơi. Em hỏi giống như là đại học là một cái gì đó nó rất là cay đắng vậy. Thì thật sự nha, đại học nó không có như em nghĩ đâu. Đại học nó là một cái gì đó thật sự chị phải nói là chị thích đại học hơn hồi chị học trung học. Và chị sẽ đưa em lý do tại sao. Trước khi mà chị đưa ra câu trả lời thì chị sẽ nói hôm nay mascara chị xài mascara gì nhỉ? Hôm nay chị xài mascara của Marc Jacobs. Thì quay lại với câu hỏi của em ha, thì làm sao để sống sót lên được đại học. Thì chị muốn nói cho em là đại học thật sự nó là một cái gì đó không quá khó khăn đâu. Chị ở bên này thì thật sự là chị
cuộc sống nó an nhàn lắm em, nó không có như hồi high school. High school chị thật sự là chị dính rất là nhiều drama, rồi xích mích với bạn bè, rồi tùm lum tùm la hết. Còn lên tới đại học á hả, nghĩa là không có ai quan tâm tới em. Đi học em đi học, em về nhà em về nhà, bạn em thì cũng xã giao vậy thôi, chứ em cũng chả có cái gì mà nó quá là lãi hết á đó. Cho nên là chị muốn nói cho em biết là như vậy. Cho nên đừng có lo lắng gì quá nhiều ha. Chị survive now. I survived. This is my last year, yo. Nay năm cuối của chị rồi. Cuối năm nay là chị tốt nghiệp. Cho nên là đừng có lo lắng quá nhiều nha. Hồi nãy quên contour mũi, bây giờ sẽ contour mũi. Sử dụng cái palette y chang hồi nãy nha. Contour. Câu hỏi cuối cùng, chắc là tempting nhất, nhiều người muốn nghe nhất. Chị có người yêu chưa? Chị đã độc thân vô tính hơn 5 rưỡi rồi mà. Hiện tại thì chị đang muốn tập trung vào học hành nhiều hơn. Sau đó thì người yêu thì duyên nó tới thì nó tới thôi em, đúng không? Ok, sản phẩm cuối cùng mà Tiên sẽ sử dụng trong video lần này đó chính là son. Và son hôm nay Tiên sử dụng là của Chanel. Thường thì Tiên hay đánh lòng môi. Vậy là đã hết video lần này. Tiên mong các bạn thích. Và nếu các bạn có những cái gợi ý cho video gì sắp đến thì hãy comment ở dưới. Và nếu các bạn muốn theo dõi Tiên nhiều hơn, thật sự là Tiên up trên Instagram rất là nhiều vào Tiên làm gì, cũng như là những cái hình ảnh của Tiên đi du lịch. Cho nên là nếu các bạn muốn follow Tiên mà dễ dàng hơn mà thì hãy follow Tiên ở trên Instagram của Tiên. Tiên sẽ link Instagram của Tiên ở đây. Ok, và nhớ là đừng quên like video này và subscribe channel của Tiên nha. Hẹn gặp lại các bạn video sắp tới. Bye.